Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Thứ Sáu, Quảng Đông lại hứng chịu mưa lớn và nhiều nơi bị ngập lụt. 46 cảnh báo mưa bão có hiệu lực trên toàn tỉnh. Trong ngày 29 tháng 9 và ngày 30 tháng 9, 316 thị trấn và đường phố ở Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và 22 thành phố, quận, huyện, bao gồm Quảng Châu, Thâm Quyến và Thanh Viễn đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Nước lũ tràn vào các thành phố trong đô thị, tạo thành những dòng nước xoáy dữ dội, có nơi nước ngập đến đầu gối. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 9, toàn thành phố Thâm Quyến bước vào tình trạng mưa lớn, cảnh báo mưa bão màu cam có hiệu lực ở quận Long Cương và quận Long Hoa. Vào lúc 2 giờ 46 phút chiều cùng ngày, quận Phiên Ngung, Quảng Châu đã nâng cảnh báo mưa bão màu cam lên cảnh báo đỏ. Theo China News Service Quảng Châu, ngày 30 tháng 9 đưa tin, Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, sau đây gọi là Ủy ban sông Châu Giang cho biết vào tối ngày 30 tháng 9 rằng hiện tại, các sông chính trên lưu vực vượt mức cảnh báo đều đạt đỉnh và đang trong giai đoạn rút, tình hình kiểm soát lũ ổn định. Tuy nhiên, lưu vực vẫn đang trong mùa lũ và bão trong 2 ngày tới, một số khu vực trên lưu vực vẫn sẽ có mưa lớn. Ủy ban sẽ tiếp tục chú ý đến xu hướng phát triển về tình hình lũ lụt của lưu vực. Theo Ủy ban sông Châu Giang, kể từ ngày thứ Hai tuần trước, do ảnh hưởng chung của bão Hải Quỳ và gió mùa, lưu vực sông Châu Giang xảy ra quá trình mưa lớn liên tục trên diện rộng từ đông sang tây với lượng mưa tích lũy trên 50mm, 100mm và 250mm. Các vùng phủ sóng lần lượt là 340.000 km2, 200.000 km2 và 45.000 km2. Lượng mưa tích lũy tối đa trong quá trình này là 926mm tại trạm hồ chứa Phun Cao Tàng, thành phố Yinni, Mao Ninh, Quảng Đông và lượng mưa tối đa hàng ngày là 503,7mm tại ga Seong U Tông, quận Luhu, Thâm Quyến, Quảng Đông. Ủy ban sông Châu Giang cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này, tổng cộng 68 con sông và 83 trạm trong lưu vực xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo từ 0,4 đến 3,81m. Sông Mai Giang ở thượng nguồn sông Hàn Giang và ở cả sông Mặc Dương và dọc theo bờ biển phía tây của Quảng Đông. Trận lũ lớn thứ 3 kể từ năm 1952 xảy ra tại trạm Jie và trận lũ lớn nhất kể từ năm 1971 xảy ra tại trạm Bobai ở phía nam Lưu Giang dọc theo sông Hàn Giang gần bờ biển phía nam Quảng Tây. Để đối phó với đợt mưa lớn và lũ lụt này, Ủy ban sông Châu Giang đã làm việc với Sở Tài nguyên nước tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông để điều tiết các hồ chứa một cách khoa học và chính xác, phát huy tối đa vai trò của kỹ thuật nước trong việc ngăn chặn lũ và cắt đỉnh lũ và điều động các nguồn nhân lực ở thượng nguồn của sông Hán Giang như Mian Nantan, Yang Tang, Hen Sui, Trang Tan. Hồ chứa đã xả trước 275 triệu mét khối nước kịp thời, kết hợp với quá trình lũ lụt đã lưu trữ chính xác 175 triệu mét khối lũ nước, làm giảm lưu lượng đỉnh điểm của trạm San He 3 800 mét khối trên giây. Ngoài ra, cơ quan bảo tồn nước của các tỉnh Quảng Tây và khu tự trị Quảng Đông đã điều động Nam Lưu Giang, Điểu Giang, Vương Sinh Giang và các hồ chứa khác để giữ lại 63 triệu mét khối lũ lụt, giảm lưu lượng đỉnh điểm của trạm Trường Lạc xuống 550 mét khối mỗi giây, điều động sông Mặc Dương Đại Hà, Giang Công Long và các hồ chứa khác để ngăn lũ. Khối lượng lũ là 77 triệu mét khối, làm giảm lưu lượng đỉnh của trạm Song Giới xuống 460 mét khối mỗi giây, đảm bảo an toàn kiểm soát lũ cho các con sông ven biển như sông Mặc Dương và sông Nam Lưu, bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu còn sót lại của bão số 11 và lũ lụt ở thượng nguồn sông Mặc Dương. Một số khu vực trũng thấp ở phố Bạch Sa, quận Giang Thành, thành phố Dương Giang đã xảy ra tình trạng ngập úng. Làng Hoa Thần ở tiểu khu Bạch Sa đã bị lũ lụt bao vây nhiều ngày. Các con đường dẫn vào làng và đất nông nghiệp đều bị ngập, mực nước đã tiến đến khu dân cư. Trước lũ lụt bất ngờ, Bành Vĩnh Diêu, thành viên đội hỗ trợ tiểu khu Bạch Sa của Cục Thuế thành phố Dương Giang và Chu Giang Hoa, bí thư thứ nhất của ga Chen Kun, Trung Quốc, đã bất chấp mưa lớn và nước sâu để kịp thời di rời những người bị mắc kẹt và cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày, bất chấp sự an toàn của cá nhân họ, xây dựng các con đập xanh trên tuyến đầu kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Được biết, từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai vừa qua, Dương Giang xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, có nơi mưa cực to,
đường Bạch Sa là một trong những khu vực có lượng mưa lớn nhất thành phố, chịu ảnh hưởng của lũ lụt và thủy triều ở thượng nguồn sông Mạc Dương. Mực nước sông Mạc Dương dâng cao nhanh chóng và vượt quá giới hạn cảnh báo. Làng Hoa Thần nằm ở phía tây nam đường Bạch Sa với gần 500 hộ dân. Ngành chăn nuôi ngỗng đầu sư tử khá lớn, được đánh giá là làng nghề chuyên nghiệp cấp tỉnh, một làng một sản phẩm. Do thôn nằm ở vùng thấp nên mọi con đường dẫn vào làng, đất nông nghiệp đều bị ngập. Mực nước đã đến khu dân cư gây bất tiện lớn cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Hệ thống quan chức của thành phố phải đặt sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu. Đảng viên, cán bộ phải thi đầu, làm việc ở tuyến đầu để hợp tác toàn diện với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng, Dương Giang Trung, Chí Thâm, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế đã nhanh chóng triển khai công tác chống lũ và cứu hộ. Kể từ khi xảy ra thiên tai gây ngập úng, các đảng viên và cán bộ thuế Dương Giang đã nhanh chóng hưởng ứng mệnh lệnh và phản ứng nhanh chóng, vượt qua mưa gió, đánh bóng nền tảng thuế bằng sự cống hiến và thể hiện trách nhiệm thuế bằng hành động. Hiện tại, mưa càng ngày càng lớn, mực nước cũng đang dâng lên nhanh chóng. Chúng tôi đến đây để đưa mọi người đến nơi tái định cư tạm thời của Ủy ban thôn. An toàn là quan trọng, chúng ta hãy thu dọn đồ đạc và lên đường. Hôm thứ Ba, sau khi chính quyền Hoa Thần biết tình hình trong làng trở nên nguy cấp, Bành Vĩnh Diệu và Chu Giang Hoa ngay lập tức chạy đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các đội cứu hộ tiến hành kiểm tra từng nhà và thuyết phục dân làng di rời kịp thời. Chúng ta đóng quân ở đây đã lâu, quen thuộc với địa hình và tình hình nhân sự, chúng ta dẫn đường đi. Vào thời khắc mấu chốt, Bành Vĩnh Diêu và Chu Giang Hoa bất chấp nước sâu đến ngực đi vào khám phá đường đi, chỉ đạo thuyền cao su chở quần chúng nhân dân bị mắc kẹt. Khi chân vịt của chiếc thuyền cao su bị mất điện và không thể tiến về phía trước, Chu Giang Hoa đã an ủi những người mắc kẹt xung quanh. Sau đó, anh cùng các đồng nghiệp mặc áo phao lao xuống dòng nước, cùng nhau cố gắng ổn định con thuyền. Sau khi điều tra, Chu Giang Hoa phát hiện một sợi dây nổi trên mặt nước đã vướng vào chân vịt của thuyền cao su. Anh quyết đoán lặn xuống nước và cắt dây, kịp thời loại bỏ rủi ro. Khi mưa dần yếu đi, tình hình lũ lụt cũng giảm bớt, nhưng Bành Vĩnh Diêu và Chu Giang Hoa vẫn không dừng lại. Biết rằng dân làng bị mắc kẹt đang thiếu nhu yếu phẩm hàng ngày và con giống ngỗng cần được vận chuyển và bán khẩn cấp, họ đã cùng nhau thực hiện các hoạt động cứu hộ với đội cứu hộ Bầu Trời Xanh Dương Giang dưới sự chỉ huy thống nhất của đội hỗ trợ thị trấn thành phố. Phải 4 thuyền cao su và chở 30 người qua lại. Các chuyến còn lại có tổng cộng 28 học sinh được chuyển tiếp tục lên lớp. 22 đại diện thôn ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày, 2 tấn thức ăn chăn nuôi và 1 lô giống ngỗng được chuyển đi. Mấy ngày trời mưa, đường ngập, thức ăn mua về không chở được. Lợn, ngỗng sắp hết thức ăn, may mắn là có đội công tác hỗ trợ vận chuyển thức ăn kịp thời. Nếu không thì chúng tôi thực sự không biết phải làm sao. Một người nông dân tăng chuyển lương nói một cách biết ơn, nắm lấy đôi tay đã trắng bệch vì ngâm nước của Bành Vĩnh Diêu. Mặc dù đỉnh sông Mạc Dương về cơ bản đã đi qua thị trấn Bạch Sa và mực nước bắt đầu rút, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt, lở đất, sụt lún đất. Chúng ta phải tranh thủ thời gian đầu tư đường bộ, cứu hộ, vận chuyển người dân, vật liệu, khử trùng làng và các công việc khác để giúp những người bị ảnh hưởng tiếp tục sản xuất và cuộc sống trở lại ổn định càng sớm càng tốt. Bành Vĩnh Diêu nói với các phóng viên rằng tiếp theo nhóm công tác sẽ tập trung điều tra thiệt hại về nhà cửa của các hộ gia đình đã được dỡ bỏ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ có mục tiêu nhằm giúp người dân tiếp tục cuộc sống và sản xuất trong thời gian sớm nhất. Theo truyền thông địa phương ở Quảng Tây, 3 người mất tích là một gia đình, trong đó có 2 người già khoảng 60 tuổi và 1 trẻ em hơn 1 tuổi. Ngôi nhà của họ nằm ở lưng chừng núi và có 6 phòng. Theo thông tin từ người dân địa phương, 3 người đang nghỉ ngơi trong phòng thì xảy ra vụ lở đất. Phương tiện truyền thông nội bộ Jimu News cũng đưa tin, do lượng mưa lớn liên tục nên đoạn sông Nam Lưu ở huyện Bô Bai đã xảy ra trận lũ lụt hơn 20 năm một lần. Theo phương tiện truyền thông trong nước, Quảng Tây gần đây đã hứng chịu một trận mưa lớn. Một người đàn ông vô tình bị cuốn xuống cống khi đang đi xuống cầu thang đổ rác. Sau khi nhiều người cùng nhau giải cứu, anh ta không may qua đời sau khi được đưa đi đến bệnh viện để cấp cứu. Địa phương đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ cam vào lúc 6 giờ ngày 30 tháng 9. Trên địa bàn hiện có 17 sông, 21 trạm bị lũ cảnh báo quá mức. Theo nội dung video liên quan, ngày 30 tháng 9, Bô Bai, Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn và một người đàn ông ở thị trấn Long Tan bị cuốn xuống cống khi đang đi đổ rác. Lực lượng cứu hộ cho biết thi thể người đàn ông bị mắc kẹt trong cống do dòng nước chảy mạnh nên khoảng 8 đến 9 người đã hợp sức mới kéo được người đàn ông lên.
Được biết, người đàn ông đã bị ngã xuống cống và mắc kẹt khi xuống tầng dưới để đổ rác. Sau khi được kéo lên, người đàn ông đã tử vong do quá trình hồi sức không thành công. Sau khi vụ việc xảy ra, khu vực địa phương đã lập hàng rào xung quanh cống thoát nước và công việc xử lý hậu quả liên quan đang được tiến hành. Theo thông tin từ Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 30 tháng 9, 17 sông, 21 trạm ở Quảng Tây xảy ra lũ vượt mức báo động. Trung tâm đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo lũ màu cam vào lúc 6 giờ, đồng thời nâng cấp dự báo thủy văn từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 7 giờ. Từ ngày thứ Bảy tuần trước, do ảnh hưởng của tàn dư của bão số 11, một số khu vực ở Ngọc Lâm, Bắc Hải, Khâm Châu và các thành phố khác ở Quảng Tây cũng đã hứng chịu mưa lớn đến mưa cực lớn và mưa lớn cục bộ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, các sông như sông Nam Lưu, sông Bắc Lưu, sông Bạch Sa có mực nước dâng cao từ 2 đến 6 mét. 21 trạm trên 17 sông hứng chịu lũ vượt mức cảnh báo từ 0,5 đến 3,12 mét. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!